Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật Thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không vào được nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con xin bắt đầu bằng việc tóm lược thật ngắn gọn tiểu sử của vị thánh mà chúng ta mừng kính trong ngày đầu tiên của tháng 10 hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ sinh ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1873 tại một thị trấn của nước Pháp. Với lòng yêu mến Chúa một cách đặc biệt và sự miễn chuẩn của đấng bản quyền, ngày mùng 9 tháng 4 năm 1888, người thiếu nữ 15 tuổi này được gia nhập dòng kính Carmelo ở thị trấn Lisieux với tên thánh hội dòng là Hài Đồng Giêsu và Nhan Thánh, thực hiện ước mơ của mình trong màu áo nữ tu dòng kính được 9 năm. Thì ngày 30 tháng 9 năm 1897, vị nữ tu này đã kết thúc cuộc đời dương thế của mình ở tuổi đời 24. Ngày 29 tháng 4 năm 1923, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã phong chân phước cho vị nữ tu trẻ tuổi này. 2 năm sau đó, vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, vị giáo hoàng này đã tôn dương người lên bậc hiển thánh. Và rồi cũng 2 năm sau nữa, ngày 14 tháng 12 năm 1927, cũng chính vị giáo hoàng này đã đặt vị thánh này làm quan thầy các sứ truyền giáo. Cuối cùng, ngày Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là tiến sĩ hội thánh của Giáo hội Công giáo Roma. Thưa quý ông bà anh chị em, dựa trên tiểu sử thật ngắn này, con xin được chia sẻ 3 điều về thánh nhân. Thứ nhất là về tên gọi. Trong danh sách các thánh của Giáo hội Công giáo Roma tính cho tới ngày hôm nay thì có đến 8 vị có tên là Teresa. Vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay được xếp ở vị trí thứ 5, có lẽ là tính theo thứ tự của năm qua đời. Sở dĩ chúng ta gọi người bằng một cái tên dài Teresa Hài Đồng Giêsu là bởi vì một mặt chúng ta gọi đúng tên của người như là cha mẹ đã đặt, kèm theo với tên thánh của nhà dòng mà khi bước vào nhà dòng chị đã chọn cái tên thánh đó là Hài Đồng Giêsu theo như
cái quy định của nhà dòng. Và một mặt chúng ta gọi dài như thế, có lẽ cũng là để giúp chúng ta dễ dàng phân biệt với 7 vị thánh nữ có cùng tên còn lại. Điều thứ hai là về danh hiệu tiến sĩ hội thánh. Nói đến tiến sĩ là nói đến một bậc thầy, là nói đến một học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục. Như thế, một loạt câu hỏi có thể được nêu lên. Thánh nữ đã học ở trường nào? Nghiên cứu về lĩnh vực gì? Lên Google để đi tìm danh sách của những người tiến sĩ trẻ tuổi, không thấy cái tên nào là Teresa cả. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ không tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi ấy, bởi vì danh hiệu tiến sĩ hội thánh ở đây hoàn toàn không đồng nghĩa với học vị tiến sĩ được trao cho một người thông thái trong một chuyên ngành hay một lĩnh vực nào đó. Nhưng trong giáo hội Công giáo, tước hiệu tiến sĩ hội thánh chính là một danh dự đặc biệt được trao cho một vị thánh có đời sống gương mẫu thánh thiện tốt lành, nhưng phải ở một cái cấp độ là nổi bật, một cái cấp độ là trỗi vượt hơn hết, hoặc là sẽ trao cho một vị thánh có những tác phẩm hay những bài viết mà qua đó tạo nên một sự ảnh hưởng tích cực rất lớn ở trong đời sống của giáo hội. Nói khác đi là khi tuyên phong tước hiệu tiến sĩ hội thánh cho một vị thánh nào đó, là giáo hội muốn đề cao sự đóng góp to lớn của vị thánh ấy cho công cuộc thăng tiến và bảo vệ đức tin, và nhất là giới thiệu con đường nên thánh của vị này như là một gương mẫu xứng đáng cho tất cả mọi thành phần trong hội thánh noi theo. Con cũng xin mở ngoặc thêm để nói là cho đến hôm nay, giáo hội Công giáo của chúng ta có tất cả là 36 vị tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là vị thứ 33, và đó cũng là vị tiến sĩ hội thánh trẻ tuổi nhất. Sau cùng là danh hiệu bổn mạng các sứ truyền giáo, được xếp ngang hàng với thánh Francisco Xavier. Nhưng mà cuộc sống của thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, ơn gọi của thánh Teresa Hài Đồng Giêsu thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta nhớ thánh Francisco Xavier được kính vào ngày 3 tháng 12, nổi tiếng liên quan đến vùng đất Á Châu này của mình. Người đã bôn ba trên mọi nẻo đường, nhập cuộc trong mọi hoàn cảnh, rửa tội cho ngàn 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 người. Nhưng thánh nữ Teresa thì khác đi. Cuộc sống của người chỉ quanh quẩn trong phạm vi của nhà dòng mà thôi. Nhưng rồi cuộc sống ấy đã mở ra và đã để lại cho thế giới một con đường nên thánh hết sức đặc biệt, hết sức mới mẻ, nhưng cũng thật là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện. Đó chính là sống khiêm nhường tuyệt đối, luôn luôn coi mình như là một trẻ nhỏ trước mặt Chúa.
Tất cả những công việc hằng ngày của thánh nữ đều được làm bởi lòng mến Chúa một cách chân thành và hết mức. Đối với Chúa, người sống tín thác, đối với những người chung quanh, người sống đơn sơ, giống như một trẻ nhỏ đặt hết niềm tín thác vào người lớn, đặt hết lòng tin tưởng cậy dựa vào người lớn. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu đã nói đến trong bài phúc âm ngày hôm nay. Thật, Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Lạy Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con. Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho quê hương đất nước của chúng con.